Hãng tin Reuters của Anh đưa tin, ngay sau buổi họp báo dưới sự chủ trì của Thủ tướng Malaysia diễn ra vào lúc 13 giờ 30 phút chiều nay, cảnh sát nước này đã bắt đầu khám xét nhà của các phi công điều khiển chuyến bay mất tích MH370. Theo thông tin được một quan chức cảnh sát cao cấp của Malaysia cung cấp cho báo giới bên lề của họp báo, thì cảnh sát đã đến khám xét nhà của viên phi công trường Zahari Amassad, 53 tuổi. Trước đó, trong cuộc họp báo, ông Razak cho biết chiếc máy bay bị nghi ngờ đã cố tình chuyển hướng và hiện nay thì các nhà chức trách nghi ngờ và lo ngại chiếc máy bay đã bị chính những người trong ngành hàng không bắt cóc. Theo quan điểm điều tra mới nhất, các cơ quan chức năng đã tập trung điều tra vào phi hành đoàn và hành khách ở trên tàu.